Mạng y tế vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục xét nghiệm và chẩn đoán trên website tế vn Xét nghiệm chức năng tuyến giáp. Xét nghiệm chức năng tuyến giáp là xét nghiệm máu giúp kiểm tra chức năng tuyến giáp. Các xét nghiệm này chủ yếu được sử dụng để phát hiện suy giáp, thiểu năng tuyến giáp hay còn gọi là nhược giáp và cường giáp tuyến giáp hoạt động quá mức. Lưu ý các thông tin dưới đây chỉ là một sự hướng dẫn tổng quát. Sự sắp xếp và chỉ định có thể thay đổi giữa các bệnh viện khác nhau. Luôn luôn làm theo hướng dẫn của bác sĩ của bạn hoặc của bệnh viện nơi bạn đang điều trị. 1. Xét nghiệm chức năng tuyến giáp là gì? Xét nghiệm chức năng tuyến giáp là các xét nghiệm máu kiểm tra nồng độ của nội tiết tố, hormone do tuyến giáp sản xuất. Một số xét nghiệm chức năng tuyến giáp cũng kiểm tra nồng độ của một hormone do tuyến yên trong não có tác dụng lên tuyến giáp. 2. Tuyến giáp là gì? Tuyến giáp là một tuyến nhỏ hình bướm nằm ở trước cổ, ngay dưới quả táo Adam, trái khế của bạn. Chức năng chính của tuyến giáp là sản xuất hormone. Các hormone là những hóa chất được phóng thích và vận chuyển trong máu để đến các cơ quan đích target. Chúng hoạt động như là chất dẫn truyền điều hòa hoạt động các tế bào và các mô cơ quan trong cơ thể của bạn. Hormone tuyến giáp ảnh hưởng đến tốc độ trao đổi chất của cơ thể và nồng độ của một số khoáng chất trong máu. 3. Chức năng tuyến giáp là gì? Tuyến giáp sản xuất ba loại hormone và phóng thích vào máu. Hai trong số chúng còn được gọi là tyrosin T4 và thiodothyronin T3 có tác dụng tăng tốc độ trao đổi chất của cơ thể. Loại hormone còn lại giúp kiểm soát lượng canxi trong máu. Để sản xuất ra T3 và T4, tuyến giáp cần iốt, một chất được tìm thấy trong thực phẩm chúng ta ăn. Gọi là T4 vì trong phân tử nó có 4 nguyên tử iốt. Tương tự, T3 có chứa 3 nguyên tử iốt. Trong các tế bào và mô cơ thể, chất T4 được khử một iốt để chuyển thành T3. T3 là hormone hoạt động trên tổ chức có hoạt tính sinh học gấp 5 lần T4. Nó ảnh hưởng đến hoạt động của tất cả các tế bào và mô cơ thể. 4. Tuyến giáp thực hiện chức năng của nó như thế nào? Công việc chính của tuyến giáp là sản xuất hormone T3 và T4. Để làm điều này, tuyến giáp phải bắt lấy các phân tử iốt từ máu vào tế bào tuyến giáp. Chất này sau đó trải qua một số phản ứng hóa học khác nhau, dẫn đến việc sản xuất được T3 và T4. Hoạt động của tuyến giáp được điều khiển bởi hormone được sản xuất bởi hai phần của não bộ, vùng dưới đồi và tuyến yên. Vùng dưới đồi nhận tín hiệu về trạng thái của nhiều chức năng khác nhau trong cơ thể. Khi vùng dưới đồi cảm nhận nồng độ T3 và T4 là thấp, hoặc tỷ lệ trao đổi chất của cơ thể thấp, nó giải phóng một loại hormone được gọi là thyrotropin releasing TRS. TRS đi đến tuyến yên thông qua hệ thống mạch máu. TIS kích thích tuyến yên, tiết ra hóc môn kích thích tuyến giáp TSH. TSH được sản xuất từ tuyến yên vào máu và đi đến tuyến giáp. Tại đây, TSH kích thích các tế bào tuyến giáp, sản xuất nhiều T3 và T4 hơn. Sau đó T3 và T4 được phóng thích vào máu. Nơi chúng kích thích tăng cường hoạt động trao đổi chất của các tế bào trong cơ thể. Nồng độ cao của hormone T3 Truyền tín hiệu về vùng dưới đồi và tuyến yên làm tạm ngưng tiết ra TIS và TSH. Đến lượt mình, tuyến giáp cũng tạm ngưng quá trình sản xuất T3, T4. Hệ thống này đảm bảo rằng T3 và T4 chỉ được sản xuất khi nồng độ của chúng trong máu quá thấp. 5. Làm thế nào để kiểm tra chức năng tuyến giáp? Có nhiều loại xét nghiệm chức năng tuyến giáp khác nhau. Việc giải thích tất cả các xét nghiệm khác nhau trong những điều kiện làm thay đổi nồng độ hormone khác nhau là vô cùng phức tạp. Một số hướng dẫn, các loại cho các xét nghiệm và ý nghĩa của chúng được đưa ra dưới đây. Tuy nhiên, bác sĩ của bạn hoặc bác sĩ chuyên khoa nên giải thích kết quả xét nghiệm của bạn một cách cụ thể. Thông thường, xét nghiệm đầu tiên để kiểm tra chức năng tuyến giáp là đo nồng độ TSH trong máu của bạn. Ở những người bị suy giáp, số lượng TSH thường sẽ cao. Điều này thường là do tuyến giáp không tiết đủ T3 để ngăn chặn tuyến yên sản xuất TSH. Nếu lượng TSH trong máu cao, bạn thường sẽ có thêm các xét nghiệm để kiểm tra lượng T3 và T4 trong máu. Ở những người bị cường giáp, mức TSH thường sẽ thấp. Điều này thường là do tuyến giáp sản xuất quá nhiều hormone, khiến nồng độ của T3 và T4 quá cao. Tuyến yên sẽ tạm dừng hoạt động và số lượng TSH được sản xuất sẽ ít hơn. Nếu bạn có nồng độ TSH trong máu thấp, bạn có thể được chỉ định làm thêm một số xét nghiệm máu hơn để kiểm tra lượng T3 và T4 trong máu. Các xét nghiệm này có thể giúp các bác sĩ để tìm nguyên nhân cụ thể của lượng TSH thấp ở trên. 6. Xét nghiệm chức năng tuyến giáp để làm gì? Xét nghiệm chức năng tuyến giáp thường được thực hiện để tìm hiểu xem tuyến giáp hoạt động tốt hay không. Điều này chủ yếu để chẩn đoán suy giáp, hypothyroidism và cường giáp, hyperthyroidism. Xét nghiệm chức năng tuyến giáp cũng có thể được thực hiện để theo dõi điều trị bằng thuốc, thay thế chức năng tuyến giáp cho những bệnh nhân suy giáp, kiểm tra chức năng tuyến giáp ở những người đang được điều trị cường giáp. Sàng lọc trẻ sơ sinh đối với các bệnh di truyền có liên quan đến bệnh do tuyến giáp. Xét nghiệm chức năng tuyến giáp là một xét nghiệm máu đơn giản. Mẫu máu được gửi đến phòng xét nghiệm để phân tích, và kết quả được gửi lại cho các bác sĩ ra yêu cầu xét nghiệm. 7. Nên chuẩn bị những gì trước khi xét nghiệm chức năng tuyến giáp? Xét nghiệm chức năng tuyến giáp thường yêu cầu rất ít sự chuẩn bị. Cho bác sĩ biết, nếu bạn đang dùng bất cứ loại thuốc nào có thể làm thay đổi kết quả xét nghiệm và lý giải tại sao bạn sử dụng thuốc đó. Một điều quan trọng khác cần đề cập là nếu bạn được chụp ít quang, có sử dụng thuốc cản quang chứa iod vì nó có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm của bạn. Nồng độ hormone tuyến giáp cũng thay đổi trong thời kỳ mang thai. Vì vậy, hãy cho bác sĩ của bạn biết nếu bạn đang mang thai trước khi làm xét nghiệm. Nguồn: Internet. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc nếu bạn có thắc mắc câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này mời bạn hãy đăng ký kênh mạng y tế chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích chúc bạn luôn mạnh khỏe